lại với Cà Mau TV. Anh em mình vừa bắt được Đường Tăng không mọi người ạ? Và Đường Tăng đã nôn ra 7 quả tim. Đây là 7 quả tim của Đường Tăng. Đâu? 6 quả tim của Đường Tăng, còn bắt nốt thằng Tôn Ngộ Không được 1 quả nữa. Đấy. 6 quả tim này sẽ đem hầm coca nhé mọi người nhé. Mình không ướp nước gì cả. Hôm nay sẽ có một cái món khá là mới đấy. Tim hấp Coca-Cola. Tim này là tim của con gì đấy? Hả? Tim này là tim của Đường Tăng. À đâu? Với lại Tôn Ngộ Không. Một quả chỗ này một quả này rơi vào được 6-7 lạng nhé mọi người nhá. Rồi, nhìn ngon không? Hôm nay mình sẽ không ướp một ít, không ướp biết cái gì cả, để nguyên để cho nó có cái độ gọi là độ gì nhỉ? Độ ngon của nguyên chất của tim. Xếp mình trái tim nhé. Ok. Uầy, quả này to đấy. To. Thì nó ăn ngọt lắm ấy. Hình trái tim mình nào? Hình này là hình trái tim. Đấy. tí nữa còn là rau củ quả nữa cơ, nhưng mà rau củ quả nhanh chín hơn, thế nên là sẽ hấp coca, hấp tim chín trước đã, xong rồi mới cho rau củ quả vào nhá. Okay. Món này thì làm đơn giản, chẳng phải ướp gì cả, mình nghĩ thế thôi. Mình cũng thử xem ăn nó sẽ như thế nào, xem ngon như coca không. Hầm luôn rồi. Đấy. Chụp cái thúng, luôn mọi người ơi. Ngọt lim. Cô cao. Ủa, chỗ này nó thoải mái luôn anh ạ. Ui dồi. Em được rồi. Ui. Đưa đi. Đưa đi. Đưa đi. Nếu mà em không ướt thì sao? Hấp coca nguyên chất nhé mọi người nhé, và tim nguyên chất. Để lại một chai để tí nữa cho hoa quả vào để rội tiếp. Rồi thế thôi, ngập. Không ngập thế đâu. Thế thôi. Lấy bật lửa đi. Gần là coca nó xuống gần đến đây nhé mọi người. Đấy, hẳn ra cho mọi người xem cho dễ này. Đấy, toàn coca tất nhá. Đó, sẽ hấp cái tim này trước. Coca. Hả? Bật lửa. Vừa khéo. Mai mình sẽ làm một cái vung bằng gỗ đậy vừa với cái chảo này để đỡ phải dùng những cái thứ khác. Bằng gỗ ấy, giống như chảo bên tàu. Bây giờ sẽ test xem sau khoảng tầm 15 phút nhá. Ôi. Chú có dấu hiệu gì cả? Chưa chín. Sới mới chín được. Bỏng thế này mà không chín nhỉ? Chưa thấy có dấu hiệu gì. Ấy, nó còn chưa sủi. Hơi sủi. Hơi hơi. Khoảng 15 phút nữa nó mới bắt đầu được anh ạ. Tại vì bây giờ nhiệt độ nó mới bắt đầu nóng á. Cho bắt đầu cho rau củ quả vào luôn. Ui anh ơi. Hả? Cháy nước coca. Cháy gì? Coca này, sủi lên này. Sủi điện. Cháy mùi coca nhỉ? Từ từ. Bỏ ra xem nào. Hay là phải cho thêm nước vào nhỉ? Không được. Nó sủi bọt lên này mọi người. Sủi lên này. Biết gì không nhỉ? Không có gì đâu. Cứ hấp cho bằng chín thì thôi. Sủi như thế mà sao không sủi nhỉ? Được. Không thể cho thêm nữa. Tí nữa mình sẽ cho thêm một chút nước. Hay là coca nó không nóng ấy? Không. Chắc là nó chưa sủi. Nóng hết. Tí nữa mới cho hoa quả vào sau. Ok con dê. Bây giờ sẽ cho hàng ra lò nhé mọi người nhá. Kéo này. Cảm nhận đầu tiên đấy là bỏ ra ấy thì chín chưa nhỉ? Chín rồi đấy anh ạ. Chín rồi. Khả năng cao. Từ cái lúc nào rồi? Lâu lắm rồi. Cái màu nó khác thế một mà nó tí. Không bị tọp anh nhỉ? Ừ. Tọp là cái gì? Tọp à? Ngót này. Ngót thế nào được mà ngót? Nhìn cái quả này buồn cười này. Đấy, lua. Đây mới buồn cười đây này.
nhũn luôn này. Nhũn nhũn này. Đó, thấy chưa? Quay, quay. Quay, ăn này. Nước ngấy này. Ui. Củ cải. Chắc là mình phải ăn được một quả thôi mọi người. Thì quả này to quá. Hôm nay anh em mình phải làm một mâm gan này, mấy cả tim của ngan vịt vậy anh ạ. Ngan này ngọt lắm. Ôi. Kinh luôn. Đây, đây mâm hũ quả của anh em mình. Bây giờ đi thưởng thức rồi. Ok nha mọi người nha, bây giờ sẽ bắt đầu thưởng thức cái món tim hấp coca của anh em mình. Tức là gọi là hũ quả. Mình sẽ thử một cái. Không biết chín chưa? Ờ, như chảy nước đỏ ra phải không? Chín rồi đấy anh ạ. Chẳng qua tim nó lắm tiết nó thế đấy. Ừ. Khả năng là chín rồi. Đây. Mình sẽ nếm thử phát nha. Mời mọi người nha. Không biết vị nó có giống như kiểu luộc không? Ui. Phạt nước rồi, chín nhá. Em thử nhá. Rồi, chín mọi người ạ. Nhìn mà lại ca ăn mà thèm quá mọi người ạ. Ui. Vừa chín tới. Ngọt lắm mọi người ạ. Nó không bị ám. Chín vừa béo. Nó không bị ám coca nhỉ. Không bị ám coca đâu. Ngọt thế. Cuống tim siêu giòn luôn. Này. Ui, lông gì đây? Lông bò. Cuốn tim siêu giòn. Vẫn còn tái, quả này chưa chín này. Đây. Chưa chín, chưa chín. Chưa chín hẳn. Mấy bên này bây giờ nó mới ra móng rồi ạ. Chưa chín hẳn. Căn bản hấp cái này, coca nó không có kiểu hơi như kiểu kiểu kia cả. Như kiểu nước. Nước nó hơi nghi ngút luôn, coca đột đun nó cứ cô lại, cô đọng lại. Trên này nó lạnh nhỉ? Mát. Nó lại một dép trung tục gặp. Dạ ơi, cứ lạnh quá. Nó không bị không bị kiểu gì nhỉ? Không bị ám đường hay coca đâu, nó chỉ có hơi cái kiểu nếu mà liếm ấy thì nó hơi có một tí ngọt ngọt thôi. Vẫn giống như luộc. Giống như là hấp nước. Dính nước nghẹ. Ngay ở trên nuốt dính nước nghẹ. Nhưng mà ngon mọi người ạ. Tim ngon. Quá tuyệt vời luôn. Này nhìn cái cuống tim nó này. Tuyệt vời chưa? Chấm vào sữa. Ăn thịt tim ngon hơn đấy nhá. Thịt đấy, cái quả tim ấy, ăn ngọt, ăn cuống nó dai. Mình thích ăn cuống hơn. Sao rắc rắc đi mà rắc ghê. Dạ. Tuyệt vời, ngon. Lâu lắm mới được bữa tim siêu kinh điển thế này. Mọi người bảo mình ăn được hết mấy quả tim này. Ngon thì bà mình khoai tây xem nó có vị khác không? Củ đấy củ khoai tây à? Khoai hành, à củ hành. Củ hành, hành tây. Hành tây. Ngọt lắm đi. Hả? Ngọt. Ăn hành, mình không thích ăn hành. Ăn hành kinh lắm. Mời mọi người nhé. À. Trời lạnh này uống bia đến đâu biết đến đấy. Quả cuống tim này ăn hết. Ui, chất lượng này. Tuyệt vời. Ngon. Không phải. Ở sát cái tim này nè, ăn là ngon. Ngon, cuống tim đấy. À, không cần phải chế biến hay là kiểu gì cầu kỳ cả. Tim là ngon rồi, cứ hấp lên xào hoặc nấu cháo rồi gì. Nói chung là đều ngon hết. Tim bò, tim lợn,
tim mọi thứ. Cái tim là cái nơi mà hoạt động nhiều nhất trong cơ thể. Lúc nào cũng phải đập. Ngon. Mà nó mà mỏi là chết đấy. Tim mà mỏi là chết đấy mọi người ạ. Tim là cái cơ quan chức năng là về hưu muộn nhất. Nó sần gai ốc đấy. Sần gai ốc đấy. Dạ. Dạ. Vớ vẩn. Đây là đâu? Bình thường. Đâu? 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 Sần gai ốc. Rét mọi người. Nó chết nấm này. Có chịu rồi đấy. Nhưng mà ăn tim nóng là ngọt. Ăn cái gì nóng cũng ngon. Đặc biệt là ăn tim. Mai mình sẽ làm một món nữa. Món khớp. Tim nó tìm đến khớp mà. Anh ơi, anh ăn mà thử ăn thử quả táo xem ăn được không? Táo xem có ra gì không? Táo ăn sống thì được nhưng mà ăn chín thì không biết bắc thế nào. À, ăn chín thì được nhưng mà chín kiểu chín cây thôi. Còn đây là chín coca. Xanh cũng ăn được mà. Cái gì? Hả? Nó như thế nào? Nó mất ngọt. Nó chuyển sang kiểu nhạt nhạt phèo phèo trong người chua chua ấy. Chua à? Rượu táo ấy. À, lên men, lên men. Nó kiểu táo lên men ấy mọi người ạ. Anh là ngon. Anh cho vào nấu với cả coca là không hợp. Nó cảm giác kiểu rượu táo ấy. Không ngon. Ăn hành, ngon, nhưng mà hơi kinh. Hết, anh thích uống rượu tây không? Ừ? Hôm nay em chế rượu tươi cho anh. Còn đây là lấy táo tiếc các kiểu nấu với rượu cho anh uống. Ôi giời. Nấu thành rượu thì uống được chứ nấu với rượu thì thôi chịu. Nấu với cậu rượu chịu. Ấy. Nấu với rượu thì cậu chịu. Nấu thành rượu thì còn được thì nấu với rượu thì. Lấy rượu nhé để cái bên này hấp lên cho nó chảy hết tinh túy xuống. Ừ. Nấu lại. Nấu lại. Ngâm thì được chứ còn. Đây là củ cà rốt ăn nhầm. Củ cải nhé mọi người nhé. Ăn củ cải cho cải thiện. Chín hết rồi. Hơi tái tái một tí thôi. Ngọt hơn. Tuyệt vời. Đã quả này xem nó có chín không nha mọi người nha. Đấy là chín hết luôn rồi ạ. Tùy quả, có những quả nó chín. Như quả này chắc là mình nghĩ là chín. Chín ngon luôn. Thơm. Đây này. Chín hết luôn này. Thấy chưa? Không sống đâu nhá. Không sống tí nào luôn nhá. Hơi hơi tái rồi. Tim nó. Tim thì thừa thưởng nó hay thế mà. Đấy, lại giống cái gì đấy? Giống kiểu chim lợn. Đấy, chém tấm ơi. Gân này. Gân tim. Các mạch máu này. Uống tim ngon hơn. Mình lại không thích ăn ở cái phần dưới mà thích ăn cái phần trên này. Đấy. Gọi là cuốn tim. Dài lắm. Ngon. Ngon. Giòn. Quá tuyệt vời luôn. Đây cái gì đây nhỉ? Cái phần này là phần gì? À thịt này. À cũng là tim. Tim mình cứ tưởng là tật của nó. Thịt tim hết mà. Trong cái tim này là có những cái nào chỉ là tiết động thôi. À, tiết động này. Tiết động. Ngon. Ngon. Quá người ta hay thái ra để làm món cháo tim cũng ngon. Bún tim cũng ngon anh nhỉ. Ai mà ăn khỏe đó phải đào được trong tầm 3 quả, 4 quả. Em mới đào được 2 quả. Như anh em mình ăn tạm tạm. Ồ, làm 2 quả. Ăn bây giờ ăn cảm giác ngon miệng thôi. Không nên cố. Cố quá ấy. Mình bác sĩ bảo rằng
kiêng nội tạng, kiêng kiêng nội tạng này, kiêng những cái thứ gì nhiều nhiều chất béo ấy kia, tại vì mình mỡ máu mỡ gan cao gấp 4 lần người bình thường. Anh nhanh nữa. Đã thôi rồi. Thế nên là nên kiêng, nhưng mà mỗi khi nhìn thấy thức ăn nó như thế này thì hơi khó. Căn bản tại vì mồm gì nhỉ? Nó gọi là cái miệng làm hại cái thân ấy. Nên có một cái gì để ăn. Bây giờ mà kiếm cái gì mà ăn sướng mồm nhưng mà nó không hấp thụ vào cơ thể không nhỉ? Có. Bây giờ.